xin mời các bạn cùng lắng nghe lời Chúa. Lễ trọng Chúa Nhật thứ 27, mùa thường niên, được kính trọng thể. Lễ Đức Mẹ Mân Côi ngày 6 tháng 10 năm 2024. Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea, tên là Nadaet, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Jose, thuộc chi tộc David, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng, kính chào trinh nữ đầy ơn phước, thiên chúa ở cùng trinh nữ nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Jesus. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con đấng tối cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà gia cốp và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần, việc đó xảy đến thế nào được? vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa, Chúa Thánh thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền đấng tối cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, đấng trình nữ sinh ra sẽ là đấng thánh và được gọi là con thiên chúa. Và này y xếp chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được 6 tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà chúa không làm được. Maria liền thưa, này tôi là tôi tớ chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền và thiên thần cáo biệt trinh nữ. Tạ ơn Chúa. Xin mời các bạn đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người cùng nghe, để lời Chúa được lan tỏa khắp mọi nơi. Cảm ơn các bạn nhiều.